Xin lời tự động cùng Techcombank. Tiền tự lời, bạn thảnh thơi. Tết Hậu là Tết đoàn viên. Comfy điều hòa châu Âu. Đánh rồi cái nữa. Đi này sao? Bây giờ vậy? Bên này đằng sau nhất. Đây. Đây đúng cách bạn này. Rồi ghi được cách khá. Đằng sau. Chiến nhất luôn. Đây này chiến nhất. Vô đây. Thấy được không ai dặn để nêm luôn. Kêu màu xanh. Xanh rồi. Đúng rồi. Dạ đúng. Có đây là. Em anh nhé. Dạ rồi. Em yêu. Dạ, đúng anh. Dạ, đúng anh. Các bạn sau là hàng sau đúng không? Dạ. Cái tay này thì mình sẽ đánh tay trái trước. Ví dụ nha. Trái, phải, 1. Cái điểm đầu tiên là sẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, sẽ qua 7, 8. Thì cái này mình sẽ nhấn xuống nè. 1, 2, lên 3. Ok. Cái này là bước 1. Đây nè. Nhúng 1. 2, 2, 4, 4, 5, 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 6, 3, 7, 8, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 8, xong tiếp, 1, 2, 3, 4, đi đều, cái này mình sẽ đi đều tay đều chân thôi, 2, 4, đúng rồi. Okay, thì cái tay đánh mạnh là chắc đánh lại chắc lướt về, mình sẽ lướt bên phải đẩy về, dạ rút về, thì cái này rút về, dạ đúng rồi, hất tay lên, mình sẽ đạp cái trái lật ra giữa. Trên. Đó. Bước qua. Thì cái này mình sẽ kéo chân về, kéo qua. Xong bước chân phải. Trái. Chân trái không bước. Đúng rồi. Nó cứ đều tay thôi. Đều. 4 rồi. Lại dịp 5. 5, 6, 8. Em không thấy rồi thôi à. Không thấy rồi thôi thì... Mạnh lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Ok. Cái này đi đều không? Đi đều rồi. Nè, đúng rồi. Cuối phút rồi. Em đừng nhìn vụ. Em đừng có nhìn cái vụ này. Đó là kinh khủng khiếp đấy. Tự nhiên thấy áp lực tâm lý quá. Hôm trước tập của bạn hôm trước khó hơn. Cái bạn là nhảy chung mọi người. Đấy, cuối á. Cái đoạn là gì nhỉ? Cái đó là được 2, 3, 4, 5, cái đoạn đấy. Dạ, cái đoạn thì nó khó. Có bao giờ anh vừa nhảy vừa hát chưa? Có rồi, hồi xưa là anh hát nhóm nhạc vậy. Thì là anh vừa nhảy vừa hát luôn. Anh nghĩ là cái gì mình quen rồi thì mình làm thường xuyên nó sẽ thành quen thôi. Chắc là sắp tới anh sẽ tập cái kiểu có những bài vừa nhảy vừa hát cho nó máu. Kéo về. Hát 1, 2, à 2 là ra giữa rồi, đúng rồi. Kê lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiếp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, anh nhớ dần. Ok, cảm ơn anh.
Cho em xin cái đàn đen rách cuối. Rách cuối. Cái đàn nhảy cuối á. Cho từ đầu đó nha, rồi mình đổ qua. Rách cuối đây đúng không ta? Rách cuối đây nhảy. Là xong rách cuối rồi ạ. Mọi người nhớ vị trí của mọi người không? Vừa nhảy cái này xong nè, bầm là đi xuống. Cho em xin cao đó. Cho em xin cao đó. Okay. Mọi người ơi, cho em xin cao mà vuốt cái tay này đánh nè. Là cái đó anh chưa ra, anh chưa ra. Cái này cuối cái này không này. Đây đúng cách bạn này. Rồi rồi. Đây sau. Chiến nhất luôn. Chiến nhất. Vô đây, vô đây, vô đây. Không ai dặn để đêm luôn. Kêu màu xanh. Xanh thôi. À, đúng không? Dạ đúng. Rồi đi lại là đếm nào. Nhanh nhanh đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Ok chị cả nhà. Mỗi người tạo dáng chúng ta lên cho nha mọi người. Ok chưa? Ok. Dạ rồi. Ủa như nào nhờ? Nha, tao tiếp à? À rồi, cho nghỉ ngon mọi nhạc nha. Từ rít lên nào, từ đoạn nhảy nào. Huy ơi! Mày đứng mà, đi. Đúng rồi, đứng trên bàn, đứng đi. Hàng ngang, hàng ngang, đứng nào. Rồi, bây giờ bạn đứng đi. Anh Huy, anh Tú. Thôi, bạn Đôn, đứng đứng kìa. Anh Hoàng Hải, Dương Lấy Quần, ta đứng ở dưới. Để rồi, chẳng hẹn mọi người không? Mọi người không, anh Đôn. Huy ơi, đoạn cuối á, bạn bạn lấy cho tôi nha. Ok. Bạn lấy cho tôi nha. Để đâu, tao lấy cho. Ok. Huy, bạn Huy. Rồi. Đưa đi, đưa đi, đưa. Rồi. Rồi, mọi người. Vô nha. Nha. Nha đi ạ. 5, 6, 7. We'll be right back.
Sống 24 và lúc 19:30 đêm giao thừa trên Vion HTV2 V Channel on V Giải trí on V Dramas.